không gian của lan kiếm rừng các bác, lan kiếm tiên vũ rừng. Mùa này thì hoa dày đặc các bác. Em chỉ có biết treo nó ở ngoài vườn rồi ra ngắm thôi các bác. Rảnh rỗi thì ra ngắm và quay video để các bác cùng xem ha. Tiên vũ rừng là một loại lan kiếm mà cái nó có ở miền trong các bác, các cái tỉnh miền Trung á. Tiên vũ rừng nó khác cái kiếm lô hội là cái lá nó to các bác nhá. Đấy. Hoa nó thì nó cũng thơm và cái màu nó tươi hơn một chút chứ nó không buồn buồn như kiếm lô hội rừng. Đấy. Khi mà nó ra những cái nụ hoa các bác, cái cần hoa lúc đầu đó, nó cực kỳ đẹp. Đấy các bác này. Đó, thấy chưa? Các bác thấy chưa? Đấy. Còn khi ra hoa thì nó như thế này. Đẹp mà thơm lắm các bác. Nó rất là nhiều luôn. Được cái là nó cực kỳ khỏe. Hoa thì tua tủa các bác. Đấy. Vì sao là phải trồng trồng lan kiếm để làm gì thì các bác hiểu rồi ha. Trồng lan kiếm để quay phim và nói chuyện với các bác. Có một cái không gian gọi là của riêng tư thì nó cũng vui các bác. Được thỏa sức đam mê, được trò chuyện và được tâm sự với cây. Bởi vì cây thì các bác có nói gì nó cũng không cãi đâu. Đúng không? Nó vui cái là vậy, nó thơm lắm. Đó, cây kiếm này thì cái cần nó rất là dài và cái cuộn tròn xung quanh luôn các bác. Một cây này thì bữa tới em sẽ phát triển trồng cho một cái chậu lớn hơn. Nó lại đang ra một cái cần hoa các bác này, châu lú này. Đó, ra một cái nụ hoa khác này. Hoa này được cái rất là bền các bác nhé. Đấy, kiếm một cái gieo hạt, chí gieo hạt. Hơi hơi giống mẹ cái hoa là cái bầu nó lớn lớn. Cái mặt hoa nó lớn. Cần hoa thì to mập dài. Các bác thấy ngón tay em này. Đó, to như ngón tay, mập dài. Rồi cảm ơn các bác đã xem cái video của em Nam nhé. Một chút chia sẻ với các bác buổi sáng để lấy động lực cho nó vui thôi các bác. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.